tuổi Tất Sinh các năm 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018. Tuổi Tất nổi bật bởi đức tính trung thành, thẳng thắn, tốt bụng. Rất dễ nhận diện những cá nhân tuổi này bởi họ sống hết mình vì bạn bè và gia đình mà không nề hà vất vả. Điểm yếu là tính đa nghi khiến họ nhìn nhận cuộc sống phức tạp quá mức. Khi chỉ trích ai đó, họ không kiềm chế và hay đưa ra những lời lẽ gay gắt, đồng thời áp đặt quan điểm cá nhân vào người khác. Sự can thiệp quá sâu của họ tới cuộc sống của người khác có thể khiến đối phương thấy phiền toái. Kỹ năng giao tiếp không phải điểm mạnh của tuổi Tuất. Họ gặp khó khăn trong việc bày tỏ những suy nghĩ cá nhân, thậm chí tạo ấn tượng rằng họ thiếu khôn ngoan. Dù vậy, tấm lòng chân thành, tình cảm không toan tính giúp họ được ghi nhận. Nếu bị phản bội, họ rất dễ bị sốc và tổn thương. Trong cuộc sống, họ không ưa hư danh và chỉ muốn sự yên tĩnh, ấm cúng. Đây cũng là những con người khép kín, ít khi bộc bạch tình cảm của mình. Năm nay, tuổi Tất được sự hỗ trợ của sao may mắn nên cuộc sống có nhiều cải thiện về tài lộc công danh. Thoát khỏi vận đen của thái tuế, bạn đón nhận sự hồi phục may mắn. Bạn nên đeo vòng tay mã não đỏ với mặt tuổi mình để có được may mắn, hạnh phúc. Phong thủy tuổi Tất và các yếu tố may mắn năm Nhâm Dần: tài lộc 5/5 sức khỏe, 3/5 sự nghiệp, 4/5 tình yêu. 4/5 con số may mắn: 3, 4, 5, 6 màu may mắn: đỏ, tím, vàng, nâu. Tháng thuận lợi: tháng 6, tháng 12 âm lịch. Tài lộc sao tốt vua gai chi phối tài vận sẽ chiếu sáng bạn, giúp bạn có thêm nguồn thu nhập tốt. Vì sao này còn khơi dậy khả năng sáng tạo, giúp những người làm kinh doanh, buôn bán kiếm lời nhờ ý tưởng sáng tạo mới mẻ. Tuy nhiên, đừng quá tự tin vào năng lực cá nhân mà coi thường lời khuyên của người khác. Nếu mang vốn đi đầu tư thiếu tính toán, bạn sẽ mất mát của cải. Nữ nên đeo vòng tay sitrin vàng hình mặt tuổi mình giúp tài lộc dồi dào, trong khi nam đeo vòng đá mắt hổ mặt tuổi Tuất. Người làm công sở nên thận trọng, tránh mâu thuẫn, cãi vã với đồng nghiệp. Bạn đừng nói xấu người khác, cũng không nên can dự vào việc không phải của mình. Người tuổi Tất muốn thay đổi công việc nên nghĩ kỹ, tốt nhất hãy ở lại công ty hiện tại và nỗ lực hơn. Để cải thiện vận may sự nghiệp, bạn có thể đeo vòng tay lapis lazuli hình mặt tuổi mình. Tình yêu và hôn nhân, đời sống tình cảm tuổi Tất bình thường, không có biến động hay xáo trộn. Không xung đột thái tuế và cũng được các vì sao may mắn hậu thuẫn nên về cơ bản, đời sống hôn nhân của bạn ổn định, cân bằng. Tuy nhiên, ảnh hưởng của sao vua gai khiến bạn đôi khi trở nên bướng bỉnh, khó bảo, do đó gặp khó khăn khi tương tác với bạn đời. Thêm vào đó, sự bận rộn và áp lực công việc khiến bạn thờ ơ với đối tác, khiến đời sống tình cảm nhạt nhẽo. Người độc thân không thoải mái khi giao tiếp với mọi người, do đó gặp khó khăn trong việc tìm người tâm đầu ý hợp để tương tác, khó có cơ hội hôn nhân. Bạn nên đeo vòng tay thạch anh tím với dấu hiệu tuổi mình để thu hút tình yêu và giải quyết khủng hoảng hôn nhân. Sức khỏe vận trình: sức khỏe của tuổi Tất năm nay không tốt do nhiều hung tinh gây hại. Sao bai hu, phây liên và hoang phen có thể gây ra rắc rối thể chất làm bạn chấn thương, chảy máu và sức khỏe tinh thần kém. Bạn cần hết sức thận trọng khi tham gia giao thông, tránh gặp tai nạn bất ngờ. Ảnh hưởng của hoang phen khiến bạn cô đơn, chán nản, mất ngủ. Bạn nên đeo vòng tay mã não mặt tuổi mình nhằm cải thiện sức khỏe, lái xe an toàn. Tử vi tuổi Tất năm Nhâm Dần Giáp Tất 1994, bạn có khả năng đi nước ngoài du học hoặc tham gia các hoạt động công việc. Bính Tất 2006, bạn có thể có được nhiều lợi nhuận tiền bạc nhưng chi phí cũng không kém phần. Tốt nhất bạn nên thận trọng trong chi tiêu. Mậu Tất 1958 và 2018, các mối quan hệ tốt đẹp giúp bạn giải quyết những vấn đề cũ rắc rối, tổ chức các hoạt động tập thể và có những phút giây vui vẻ bên gia đình, người thân. Canh Tất 1970, bạn nên cân nhắc và sử dụng tốt mọi cơ hội của mình.
Đời sống tình cảm của bạn có nhiều giá trị tích cực, những thay đổi cũng giúp cải thiện hiệu suất, hiệu quả công việc. Nhâm Tuất 1982, một năm nhiều bất ngờ với vô vàn điều mới mẻ, may mắn thuộc về bạn. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.